chào tất cả các bạn nha. Mình làm cái clip này để chia sẻ với các bạn một cái vấn đề là mình cũng đọc thông tin ở trên mạng đó các bạn. Thì có một số bạn chỉ là gạo ở nhà mình đó, nếu mà để trong thùng này muốn cho nó đừng có bị mấy cái con mọt con mối vậy bạn, con mọt á nó ăn cái gạo á. Thì có một số bạn chia sẻ là để tỏi vô các bạn, để tỏi vô xong rồi trong để trong cái lớp giấy mùng hay là cái khẩu trang sạch đó các bạn, thì để vô thì nó không có bị ăn. Nhưng mà kết quả mình mới để thử khoảng nửa tháng nay mình mới để ý các bạn, cái này nó trái ngược hoàn toàn nha. Không những mà nó không có sợ mà nó còn bu lại đây đóng luôn các bạn ơi. Hồi nãy ở bên ngoài này mình mới lấy cái chai xịt mũi các bạn, mình xịt này các bạn thấy không, kiến rồi mối mọt luôn, không hiểu sao mà nó vô quá trời. Bình thường thì mình cũng vẫn để cái thùng này mấy năm nay các bạn mà không có thấy nha. Nhưng mà giờ nè mở ra các bạn thấy không? Nó đen đen nhóc hết trơn. Đây các bạn thấy không? Đó, mối mọt nhóc trơn các bạn, nó bò đó. Đó các bạn thấy không? Cái túi nhỏ nhỏ đó là mình chứa cái tỏi đó. Mình có lột mấy lớp tỏi rồi mình để trong cái khẩu trang sạch đó các bạn. Khẩu trang thì nó ba lớp đó. Để cho nó đừng ấy ra ngoài. Rớt ra ngoài để cho nó ra mùi thôi mà giật hồi đó. Các bạn thấy không? Nó bò đó. Quá trời luôn. Quay thực tế cho các bạn thấy để các bạn mà rút kinh nghiệm nha. Chứ để thông tin ở trên mạng đâu phải cái nào cũng chính xác đâu. Đây để mình tháo cái này ra cho các bạn xem thử nha. Cái này nào giờ mình không có để cái này vô thì thấy cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà bây giờ để ba cái tỏi này vô thì hồi nó còn hơn nè các bạn thấy không? Tỏi mà để lâu ngày hết trơn nó bị khô héo hết trơn nè. Này mình nói để có khoảng tầm khoảng nửa tháng à các bạn. Bây giờ nó bị khô héo rồi. Mấy cái con mối mọt này vô quá trời luôn rồi nè. Đó các bạn thấy không? Này kinh nghiệm thực tế nha. Này có một số bạn lên mạng rồi làm clip YouTube để chia sẻ đó, chia sẻ thông tin này là không có chính xác nha. Cái này làm gì sẽ gây hại cho người khác thôi, chứ thông tin này là thông tin vô bổ các bạn, nó không giúp ích gì được, chứ mà nó lại gây hại nữa. Thì mình làm clip này để cho các bạn cho nó rõ ràng hơn ha, chứ các bạn đừng có bắt chước làm theo đây để một con mối mọt nó vô thêm chứ không làm gì được chứ. Để mình chuẩn bị mình đổ gạo vô đó các bạn. Mình mới thấy nè, hôm gà nhà mình tới 2 thùng gạo lận. Thùng này thì hơi ít ăn, cũng có múc 2-3 ngày mới múc ăn một lần á. Thì bữa nay mở ra thấy nó quá trời luôn. Này để mình gạo này mình để hồi mình ra ngoài mình sóc cho nó đi ra bớt các bạn, lấy mấy chai xịt mũi xịt nha, xịt mà xịt ít thôi chứ không có nhiều. Rồi mình đổ cái gạo mới này vô mới được. Thôi clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng nha. Các bạn xem clip thấy có hữu ích thì cho mình xin một cái like và một cái đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt các bạn.